nãy sao lại anh? Tôi với anh chia tay lâu rồi. Anh tới tìm tôi làm cái gì? Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết á. Là cái mặt em nổi như cồn trên mạng luôn. Anh sao? Cho anh đi, lâu lâu anh mới tới mà. Đẩy sao lại anh? Thôi mà. Anh tới đây làm cái gì? Người yêu cũ thì phải tới tìm em chứ. Tôi với anh chia tay lâu rồi. Anh tới tìm tôi làm cái gì? Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết á. Em không có chuyện nói với anh, nhưng mà có chuyện gì? Chuyện gì? Nhớ clip xưa của em kiểu HD rồi anh. Thôi trời ơi, em làm không lại đâu. Anh muốn cái gì? Ngoan á, ngoan chết với anh đó. Nói nè, bây giờ á, mỗi khi anh muốn cho anh không á, đưa tiền cho anh. Thế nào? Anh bị điên hả? Anh có tin tôi báo công an không? Em báo đi. Anh mà sợ em báo công an thì anh đâu dám tới đây. Em chỉ cần báo một cái thôi là cái mặt em nổi như cồn trên mạng luôn. Anh sao? Cho anh đi, lâu lâu anh mới tới mà. Không đưa không chịu gửi tiền. Anh đừng có mơ, anh có phải là đàn ông không? Mà anh mò mặt tới đây anh đòi tiền tôi hả? Anh có là đàn ông hay không? Thì em chú khó hơn người khác. Giờ sao? Đưa tiền, chịu. Để anh ra ngoài anh giải tỏa, giải quyết. Còn không thì em giải tỏa cho anh. Thái là, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Tôi còn có nhiêu đây thôi à. Đừng em. Cái cảm giác cũ nó vẫn như xưa. Em nghĩ là anh hiểu quá. Nè, giờ đi về đã, chờ chịu thất nổi. Đi về đi. Mấy giờ lấy tiền cho làm cũng không được. Uống này. Buổi sao tới. Ra. Sao? Nay muốn chiều anh hay là đưa tiền cho anh? Anh tính tống tiền tôi đến bao giờ? Cái này khó trả lời. Chắc mãi mãi. Ok, tôi biết vậy là được rồi. Tiền của anh à? Thôi đứng im! Anh ta bị bắt! Tôi là công an. Cô gái này đã nhìn thấy chúng tôi. Anh có hành vi đe dọa chiếm đoạt tài sản người khác. Mời anh theo tôi về đồn hợp tác điều tra. Đi! Đi! Coi! Rồi cái mặt mày nổi cái mày đúng không? Bạn trai cũ Sở Khanh dùng clip nóng ép bạn gái cũ chiều theo ý mình. Các bạn hãy luôn cẩn thận khi ghi lại những hình ảnh nhạy cảm của mình. Nó có thể là kỷ niệm nhưng cũng có thể là rủi ro nghiêm trọng nếu bị phát tán lên mạng. Ở đời có vay có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai.